kiến tư phiền não. Kiến là kiến giải, tư là tư tưởng. Kiến giải và tư tưởng nếu đã sai, hoàn toàn trái với chân tướng sự thật. Thì gọi là kiến tư phiền não. Thí dụ như trong kiến tư phiền não, điều sai lầm đầu tiên, thô thiện nhất, là xem cái thân này chính là ta. Các vị thử nghĩ xem, chúng sanh trong sáu cõi, ai mà không xem cái thân này là ta? Thân thể không phải ta, vì ta ở chỗ nào? Phật nói đây là kiến giải sai lầm đầu tiên. Bạn đã nhìn sai rồi, thân không phải là ta. Thân không phải là ta, vậy thân là cái gì? Phật nói thân là cái ta sở hữu, gọi là ngã sở. Nó không phải là ta. Cũng giống như nếu chúng ta xem cái thân này là ta, chúng ta mặc bộ đồ này, bộ đồ này không phải là ta, bộ đồ này là cái ta sở hữu. Điều này thì mọi người hiểu. Nếu nói cái thân này là cái ta sở hữu thì mọi người sẽ không hiểu. Hôm trước tôi ở Brisbane, tối hôm đó các đồng tu Việt Nam đến thăm tôi. Có khoảng 50 người. Có đưa ra một số câu hỏi, tôi đã trả lời cho họ. Cuối cùng có một đồng tu nam, ông kể cho tôi một câu chuyện. Có một lần ông bị đột quỵ ngã xuống, nằm dưới đất, linh hồn xuất ra. Chúng ta thường nói là linh hồn đã rời khỏi thân thể của ông. Ông nói là ông nhìn thấy rất rõ ràng, nhìn thấy thân thể của ông nằm ở dưới đất. Ông rất muốn đỡ thân thể của ông vậy, nhưng đỡ không được. Sau đó ông nhìn thấy những người đi qua đi lại. Tình huống lúc đó ông nhìn thấy rất rõ ràng, vì ông ở trên cao nhìn xuống nên không có gì cản trở. Ông nhìn thấy y tá khiêng ông vào phòng cấp cứu. Y tá gọi ông hãy tỉnh dậy, hãy tỉnh lại. Ông liền trở lại nhập vào thân thể của ông, tỉnh lại. Ông hỏi tôi cái chuyện này có tốt hay không. Tôi liền trả lời ông, cái chuyện này cũng không có gì tốt hay không tốt, nhưng mà đã chứng minh một sự việc. Là sự việc gì vậy? Thân thể không phải là ta. Nếu như lúc y tá gọi bạn, bạn không để ý đến, bạn không quay lại, điều này chúng ta nói là đã chết rồi. Thì tuyên bố đã chết rồi. Nếu như bạn trở về thì bạn liền sống lại. Ở Trung Quốc từ xưa đến nay có ghi chép lại những chuyện này rất nhiều. Ở nước ngoài cũng có. Người ngoại quốc gọi tình trạng này là chết lâm sàng. Điều này ở trên kinh Phật cũng có chứng minh một điều. Thân thể không phải là ta, thân thể là cái ta sở hữu. Vậy cái gì mới là ta? Cái mà rời khỏi thân thể, Phật pháp gọi là thần thức, người thông thường gọi là linh hồn. Chúng ta thường nói là linh tánh. Linh tánh thì bớt sanh, bớt diệt. Cái đó mới là ta. Xem cái thân thể này là ta, nhìn thì sai rồi. Bạn hiểu rõ cái đạo lý này thì bạn phải nên biết, con người khi còn sống điều lớn nhất, người thông minh
mới biết nâng cao linh tánh của mình. Đó là phải tu dưỡng đạo đức, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, là nâng cao linh tánh của chính mình. Điều này là gì? Là bạn có thể mang theo những thứ này. Danh văn lợi dưỡng của thế gian này đều là giả, thân thể cũng là giả, thì danh văn lợi dưỡng thì càng giả hơn. Bạn phải mất nhiều thời gian cho những việc này, dùng rất nhiều tâm huyết, đây là lãng phí. Ở trong Phật Pháp thường nói, dạng thứ không thể mang theo, chỉ có nghiệp tùy thân. Những thứ bạn có thể mang theo được là thiện nghiệp và ác nghiệp. Nghiệp thiện thì nâng linh tánh của bạn lên, nghiệp ác thì khiến cho linh tánh của bạn đọa lạc. Bạn phải hiểu cái đạo lý này, cái chân tướng sự thật này bạn phải nên biết. Cho nên ông nói ra cái cảnh giới này. Thì tôi nói với các vị, cái sự thật này là việc nâng cao linh tánh vô cùng quan trọng. Chúng ta ngày nay cầu sanh tịnh độ chính là nâng cao cái linh tánh của chúng ta lên cao nhất. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là nhất chân pháp giới. Không những là nhất chân pháp giới, mà là pháp giới thù thắng nhất trong nhất chân pháp giới. Chỗ này nói đến ba bậc chính phẩm. Điều này chỉ là gợi ý, chính là nói phẩm vị của những người giảng sanh khác nhau. Có phải là chỉ có ba bậc, chỉ có chính phẩm hay không? Không phải. Trong ba bậc còn có ba bậc thì trở thành chính phẩm. Trong chính phẩm thì mỗi phẩm còn có chính phẩm. 9 lần 9 là 81 phẩm. Trong 81 phẩm thì mỗi phẩm còn có 81 phẩm nữa. Trùng trùng vô tận, vô lượng vô biên. Hay nói cách khác, mỗi một người thứ bậc không như nhau. Giống như thí nghiệm đối với nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng vậy. Công việc này của ông làm đến nay là 11 năm rồi. Ông đã làm thí nghiệm mấy chục ngàn lần rồi. Trước đến giờ chưa lần nào có hai sự kết tinh giống nhau. Trước đến nay chưa từng có. Ông đem cái hiện tượng này nói với tôi trả lời ông là rất đúng, rất chính xác. Giống như một người ở chỗ này làm thí nghiệm, thí nghiệm đối với nước, ta lấy thiện tâm đối xử với nước thì hình ảnh của nó hiện ra. Cách một phút hoặc là cách nhau vài giây, ta lại làm tiếp thí nghiệm khác. Hai kết tinh này là tương tự nhưng hoàn toàn khác nhau. Vì sao vậy? Vì thiện tâm của niệm trước cùng với thiện tâm của niệm sau không như nhau. Hình ảnh hiện ra làm sao mà giống nhau được chứ? Bạn liền biết đó là gì? Là duy thức sở biến. Chúng sanh trong 10 pháp giới chưa có kiến tánh thì làm sao giống nhau được chứ? Chưa có kiến tánh là vọng tâm. Chúng ta nói vọng tâm là 8 thức, 51 tâm sở. Niệm niệm đều không như nhau. Không cần nói ta và người khác nhau, không giống nhau. Niệm trước và niệm sau của ta cũng không giống nhau. Đây là nói tổng quát. Nếu như chia ra mà nói, phía trước chúng ta nói tính tâm. Tính tâm của niệm trước cùng với tính tâm của niệm sau thì khác nhau. Nguyện tâm của niệm trước và nguyện tâm của niệm sau cũng khác nhau.
đọc kinh, niệm trước cùng niệm sau cũng khác nhau. Làm sao mà giống nhau được chứ? Cho nên từ những đạo lý này, chỉ cần bạn giác ngộ, bạn hiểu được, có cần để trong tâm hay không? Không cần. Nếu để trong tâm thì đó là chấp trước, là phân biệt. Hiểu rõ thì tốt, hiểu rõ thì giác ngộ. Nếu khởi phân biệt chấp trước thì gọi là vọng tưởng, không phải là giác ngộ. Đó là khởi vọng tưởng. Cho nên vọng tưởng và giác ngộ là hai sự việc. Chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng, cho thông suốt.